Kính chào các đồng chí và các bạn. Trong chương trình An toàn giao thông hôm nay, chúng tôi có phóng sự ghi nhận sự quyết tâm của lực lượng cảnh sát giao thông trong công tác phòng chống thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, chạy xe tốc độ cao trên địa bàn toàn tỉnh. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi. Thời gian qua, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các ngành, các cấp cùng ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục được bảo đảm ổn định, tai nạn giao thông được kiềm chế và kéo giảm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe tốc độ cao, rú ga, nẹt bô, lạng lách, đua xe trái phép vẫn còn xảy ra ở một số nơi, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và gây bức xúc cho người dân. Được biết, từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã bắt giữ, xử lý 2 vụ đua xe và cổ vũ đua xe chạy tốc độ cao, gồm 22 đối tượng, trong đó có 14 đối tượng tham gia đua xe và 11 đối tượng cổ vũ đua xe, thu giữ 6 xe và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên 50 triệu đồng. Với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, kiên quyết không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, điều khiển xe mô tô, xe máy tốc độ cao, lạng lách, tụ tập gây mất trật tự, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp công an các đơn vị địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động nắm tình hình, bố trí lực lượng, phương tiện, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong đó, tập trung rà soát, lập danh sách, mời làm việc số thanh thiếu niên thường xuyên chạy xe tốc độ cao, rú ga, nẹt bô để tuyên truyền, giáo dục, cho viết cam kết không tái phạm, đồng thời tuyên truyền vận động chủ các cơ sở sửa xe trên địa bàn viết cam kết không nhận binh đổ xe theo yêu cầu của các đối tượng. Nhờ làm tốt công tác này đã góp phần quan trọng trong việc tạo sự chuyển biến về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông. Qua buổi tuyên truyền của mấy anh cảnh sát thì giao thông thì em sau này có người nhờ, kêu em là sửa xe độ này kia em không có nhận, tại em thấy hành vi đó có vi phạm tốc độ cao nữa, có thể là liên quan tới mạng người, em không có nhận. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng như là kế hoạch 34 của Công an huyện về cái công tác đấu tranh phòng chống thanh thiếu niên đua xe và chạy tốc độ cao trên địa bàn huyện, thì chỗ đội cảnh sát giao thông tham mưu ban đạo là xây dựng kế hoạch là phối hợp với công an các xã thị trấn là rà soát nắm các đối tượng mà chạy xe có biểu hiện đua xe trái phép và chạy xe tốc độ cao gây mất trật tự an toàn giao thông và các đối tượng mà binh đổ xe trên địa bàn huyện. Kết quả cho 10 điểm binh đổ xe là cam kết là không binh đổ xe cho các đối tượng mà đua xe trái phép. Và 63 đối tượng mà chạy xe có biểu hiện đua xe và tốc độ cao trên địa bàn huyện thì mời cho cam kết là không vi phạm trong thời gian tới. Bên cạnh đó thì chỗ đội giao thông là tham mưu ban đạo công an huyện là xây dựng kế hoạch tuần tra xử lý nghiêm các đối tượng mà chạy xe lạng lách đánh võng cũng như là đua có biểu hiện đua xe trái phép. Vào khoảng 1 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2023, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh nhận được tin báo của người dân về việc có một nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị đua xe trái phép trên tuyến quốc lộ 53, đoạn thuộc ấp Bến Có, xã Nguyệt Quá, huyện Châu Thành. Phòng Cảnh sát Giao thông triển khai lực lượng nhanh chóng đến nơi xảy ra vụ việc. Khi phát hiện lực lượng cảnh sát giao thông, nhóm thanh thiếu niên nhanh chóng bỏ chạy. Bằng các biện pháp công tác, Cảnh sát giao thông xác định có 8 đối tượng thực hiện hành vi đua xe trái phép, gồm Quỳnh Giang Chí Đạt, Thạch Trần Nhân, Quỳnh Đăng Khoa, Trang Văn Trạng, Lê Hữu Điền, Dương Thiên Tường, Nguyễn Trung Hậu, Kim Quang Vinh và Quỳnh Đăng Khoa. 11 đối tượng có hành vi cổ vũ đua xe trái phép, gồm Lê Minh Khiêm, Thạch Ngọc Thiên, Nguyễn Vũ Lưng, Lê Trường Di, Tiêu Anh Khoa, Quỳnh Nhật Di, Lê Thành Lộc, Võ Nguyễn Công Danh, Lê Quốc Triển, Lê Bảo Lộc và Cao Nguyễn Hưng. Các đối tượng có độ tuổi từ 16 đến 25 tuổi, ngụ các huyện Cầu Ngang, Trà Cú, Châu Thành, thị xã Duyên Hải và thành phố Trà Vinh. Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 19 đối tượng về các hành vi đua xe trái phép, cổ vũ đua xe mô tô trái phép, phương tiện không có bộ phận giảm thanh, không gắn biển số theo quy định, không có giấy phép lái xe, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm khối trở lên và tạm giữ 12 xe mô tô, xe gắn máy có liên quan đến vụ việc. Cách nay khoảng 3 tuần thì có một số thanh thiếu niên tụ tập lại thử xe. Thử từ khúc chỗ cầu Ba Si nó chạy xuống tới cầu Bến Có. Mỗi một lần vậy là cũng khoảng chừng mười mấy hai chục chiếc xe đó. Cũng gây ồn ào rồi mất cái giấc ngủ cho bà con ở địa phương. Nó đua khoảng 1-2 giờ khuya á.
làm mà rần vậy đó, làm mà mình hết hồn chứ không chơi đâu. Mà từ đó là tới cầu Ba Si mà nó đua dài xuống tới cũng có dài lên, mà nó làm cho nó nhõng đầu xe lên, mình thấy mình hết hồn hết vía luôn. Căn cứ vào hành vi vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh ra quyết định xử phạt mỗi đối tượng từ 750.000 đồng đến 27.400.000 đồng và tịch thu phương tiện vi phạm. Riêng Quỳnh Đăng Khoa có tiền sự về hành vi đua xe trái phép, bị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7,6 triệu đồng, tịch thu phương tiện vi phạm vào ngày 16 tháng 8 năm 2022, nhưng Khoa không chấp hành quyết định xử phạt, nay lại tiếp tục tái phạm, nên vụ việc được Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh chuyển đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Thành để xử lý theo thẩm quyền. Ngoài ra, Cảnh sát Giao thông còn ra quyết định xử phạt đối với 5 đương sự vì hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông, đưa phương tiện không gắn biển số tham gia giao thông, mỗi trường hợp 1,4 triệu đồng. Xe em tự mua phụ tùng về tự lắp ráp. Khoảng 3 giờ em có lên tiệm của anh Khoa để làm số đồ. Rồi em với Khoa có bàn chuyện về đua xe. Rồi tối đó em lấy xe ra em đua với mấy anh. Dạ, qua sự việc này em thấy em sai về ban đêm không cho người dân ngủ được vì tiếng bô của tụi em đua xe có thể gây tai nạn cho bản thân và người khác xung quanh. Thời gian tới em sẽ không tụ tập đua xe trái phép nữa. Dạ, bữa đó em đang ngồi ở quán cà phê Nhật Di ở đầu chợ, em nghe bạn kế bên nói có đua xe gì đó, cái gọi hồi em thấy chạy đi, cái em chạy theo, em coi. Rồi đó em thấy ba xe đang chạy, rồi mấy chiếc xe kia thì nép vô trong đó chú. Rồi em coi được hai vòng với bằng chuyển, xong cái em nói bằng chuyển đi về. Rồi em thấy hành vi của em là sai, đi cổ vũ đua xe gây làm ồn, gây mất trật tự công cộng, quay tiếng ồn. Em khuyên mấy bạn đừng có đua xe hay là cổ vũ đua xe nữa. Dạ, gây mất trật tự, ô nhiễm tiếng ồn, không cho người dân ta ngủ, gây tai nạn cho mình và người khác không biết bất cứ lúc nào. Thì theo cháu thấy là từ hồi mà mấy cơ quan chức năng vô làm việc bắt mấy đối tượng này thì tới bây giờ thì ổn, coi như không còn cái tình trạng nó xảy ra nữa. Đa số bà con ở đây thì rất phấn khởi là đồng tình với các ngành chức năng bắt những đối tượng này để giáo dục để cho cái tình trạng này nó không còn xảy ra nữa. Ở đây thì đa số bà con mình là lao động thì cái giác nó 1-2 giờ khuya là cái giác đó, bà con mình đang ngủ mà nó gây náo động như vậy, gây tiếng động như vậy thì bà con ngủ không được thì bà con rất phiền. Để góp phần đấu tranh ngăn chặn phòng ngừa có hiệu quả đối với cái số thanh thiếu niên tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trái phép trong thời gian tới, một là triển khai đồng bộ các cái biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn đối tượng, nhất là các đối tượng binh độ xe, các đối tượng có biểu hiện nghi vấn là hoạt động là đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, chạy lạng lách đánh võng, để có cái biện pháp đấu tranh phòng ngừa có hiệu quả đối với cái đối tượng này. Hai là phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm, nhất là các cái đối tượng mà có biểu hiện là đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, chạy tốc độ cao, rồi rú ga gây mất trật tự công cộng. Thứ ba là thường xuyên phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố, công an các xã, thị trấn, phối hợp với gia đình, người thân của những đối tượng này để mà mời, gọi hỏi, giáo dục, nhắc nhở và cho các đối tượng này làm cam kết không tái phạm, không vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Thứ tư là phối hợp với các ngành đoàn thể có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông sâu rộng trong quần chúng nhân dân, nhất là những cái hành vi đua xe, cổ vũ đua xe trái phép và những cái hiểm họa mà do nguyên nhân đua xe và cổ vũ đua xe trái phép và chạy lạng lách đánh võng gây ra, nhằm góp phần cảnh tỉnh cho những trường hợp còn lại, đồng thời là góp phần ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đua xe trái phép là hành vi nguy hiểm cho xã hội và bị pháp luật nghiêm cấm. Người vi phạm, ngoài việc bị xử lý vi phạm hành chính, còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu tái phạm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng.
đề nghị người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không đua xe, cổ vũ đua xe trái phép để phòng tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Kính thưa các đồng chí và các bạn, chương trình An toàn giao thông đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.